Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu đặc biệt để tìm hiểu về một loài động vật nổi tiếng và thú vị, đó là con cá mập. Con cá mập không chỉ là một loài động vật mạnh mẽ và đáng sợ dưới đại dương mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cuộc sống và vai trò của chúng trong hệ sinh thái đại dương. Theo một nghiên cứu sinh vật biển, có khoảng hơn 400 loài cá mập khác nhau sinh sống ở các vùng biển trên khắp thế giới. Mỗi loài cá mập có đặc điểm và cách sống riêng biệt. Con cá mập thường có hình dáng đặc trưng với cơ thể dẹp hai bên, đầu hộp và bộ răng sắc nhọn. Điều này giúp chúng di chuyển mạnh mẽ và chính xác trong nước. Cá mập không hề có xương trong cơ thể. Chúng được tạo thành bằng các mô có tính đàn hồi được gọi là sụn. Cá mập thường là loài săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái đại dương. Chúng sử dụng giác quan mùi khá nhạy bén để theo dõi mùi của máu và dấu vết của các loài động vật dưới nước. Nó có thể phát hiện ra một giọt máu trong một bể bơi có dung tích chuẩn Olympic. Cá mập trắng lớn ăn 11 tấn lương thực mỗi năm, trong khi đó lượng thức ăn mà con người tiêu thụ trong thời gian này chỉ khoảng nửa tấn. Cá mập có thể giữ thức ăn trong dạ dày suốt nhiều tháng. Ngoài có khứu giác nhạy bén, cá mập sử dụng cơ quan thính giác để cảm nhận các biến động trong nước. Cá mập thực sự sở hữu bộ thính giác cực nhạy, có thể nghe thấy con mồi từ khoảng cách lên đến 900 mét. Đặc điểm này làm cho cá mập là một trong những loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương. Răng của cá mập rất đặc biệt và có khả năng tự động mọc lại. Những chiếc răng của chúng không mất đi do sâu răng mà thường mắc kẹt trên con mồi. Khi một chiếc răng bị mất, răng mới sẽ lập tức mọc lên để thay thế. Cá mập trắng là loại cá có những cú đớp mạnh nhất trên thế giới. Một con cá mập trắng lớn có thể tạo ra cú đớp từ bộ hàm của chúng tương ứng với lực nén khoảng 8 tấn. Cá mập là loài cá có thể tấn công con người nếu chúng ta không cẩn thận khi tới thám hiểm ở những vùng biển lớn. Phần lớn các loài cá mập di chuyển với vận tốc khoảng 8 km một giờ. Song một số loài có khả năng săn mồi thuộc hàng mạnh giống như cá mập trắng có thể bơi với tận tốc 56 km một giờ. Cá mập là sinh vật im lặng vì chúng không có cơ quan để tạo ra âm thanh. Thay vì nói, cá mập giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể, chẳng hạn như bơi ngoằn ngoèo, lắc lư và cử động hàm. Mặc dù là một trong những động vật đại dương mạnh mẽ, nhưng nhiều loài cá mập đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do săn bắn mất mát môi trường sống và đánh bắt quá mức. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con cá mập, những chuyên gia săn mồi của đại dương. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới về thế giới tự nhiên dưới biển cả. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời này. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.